thì bạn phát trực tiếp lên Facebook đó, để nó lưu bài này. Rồi ok rồi. Rồi để thầy share cái màn hình cho tụi em ha. Share một cửa sổ. Rồi cái bài này hình như là Tuấn Nguyễn cũng làm bài rồi đúng không? Dạ rồi thầy. Ok. Thấy khó không hay dễ? Được bao nhiêu điểm nhỉ? Em được 13 trên 20 rồi thầy, em sang 7 câu. Rồi em chơi, em make friend với lại bạn Vân được rồi. Tụi em có nhìn thấy màn hình của thầy không ta? Dạ tôi thui rồi thầy. Ủa sao nó mới thấy nhưng mà nó đen thùi lùi rồi thầy. Nó mới thấy mà đen thùi. Rồi thấy rồi. Ồ sao thầy kéo nó xuống thì nó lại đen ta? Nhắc vào đây để quay lại cuộc thoại khi bạn đã sẵn sàng dựng thuyết trình. Ủa sao nay nó lạ nó không cho em? Ok, kể nó đi. Rồi, bài hôm nay của chúng ta sẽ học về thì và các thì trong tiếng Anh và câu hỏi đuôi. Thì các bạn còn nhớ tiếng Anh có bao nhiêu thì không? Bạn nào còn nhớ tiếng Anh bao nhiêu thì nào? Sorry, tụi em thì có cuộc gọi mát. Con nghe mát? Có. Con dậy rồi, cái gì vậy? Ủa con đây có cá rồi, mày đưa cá làm gì? Rồi. Đưa trễ trễ chút cũng được, không sao. Sáng còn dạy học rồi. Rồi, ok. Mommy gọi. Mommy sợ sợ thầy ốm hay sao, chuẩn bị đồ ăn quá trời. Thôi mà có còn đỡ hơn không ha. Còn bên mì là đỡ hơn không. Rồi tiếng Anh có bao nhiêu thì ta? Mười hai thì. Ok. Ủa có bạn nào nhà có chó hả ta, có thể tắt cái mic một chút không? Rồi, tiếng Anh mình có 12 thì được chia ra làm 3 cái khung thời gian. Thì mình có thời gian về quá khứ thì mình gọi là past, còn hiện tại là present và tương lai là future. Hả? Cái này đơn giản mà. Cái bài này thì thật ra là rất đơn giản cho nên thầy sẽ đi rất nhanh và có những phần thầy không nói tại vì thầy biết là tụi em đã biết rồi. Đúng không ta? Đúng không ta? Có khi nào mình tự biết mà tụi nó không biết không ta? Rồi, trong tiếng Anh, in English, each of these sentences can take four main aspects. Trong tiếng Anh thì các thì này đều có bốn cái khía cạnh. Bốn cái khía cạnh chính, thực chất có khía cạnh phụ đâu, bốn khía cạnh chính. Có bốn khía cạnh, có nghĩa là bốn cái, bốn loại ha. Là loại đơn, loại tiếp diễn, loại hoàn thành và loại hoàn thành tiếp diễn. Thì tính ra nó mới có 12 thì á. Rồi, chúng ta học thì để làm cái gì? Quên, đáng lẽ là không show cái này trước. Bắt cái này lại. Chúng ta học thì để làm cái gì ta? Mở mic lên mọi người. Học thì để biết sử dụng cấu trúc câu trong hoàn cảnh nào? Học thì để sử dụng cấu trúc câu trong hoàn cảnh nào? Cấu trúc câu thì chắc chắn có liên quan tới thì, nhưng mà cấu trúc câu thì không nằm trong hoàn cảnh, không liên quan tới hoàn cảnh nào mà em sử dụng cấu trúc đó nhằm mục đích gì, hoặc cấu trúc đó ra sao. Rồi bạn Vân, thập thì để làm gì?
Nếu trả lời được có nghĩa là tụi em vẫn có hiểu thì và tụi em vẫn sử dụng được thì. Thì cho nên thầy sẽ đi cho nó nhanh. Còn mà tụi em không trả lời được có nghĩa là thầy sẽ phải đi chậm. Ủa Vân đâu Vân ơi? Alo? Dạ em đây. Em học, học thì để làm cái gì nào? Dạ thưa thầy là Em chỉ nói cái kiến thức của mình thôi, không cần phải tra cứu đâu đâu. Cứ nói theo cái mình có thôi. học thì là kiểu để dùng để mình nói dùng cái hành động đó ở thời điểm nào thôi. À, bạn Vân nói chính xác rồi đó. Học thì để mình nói ra cái câu đó, cái hành động đó, người ta sẽ biết được mình nói nó ở thời điểm nào, ở khung thời điểm nào, quá khứ, hiện tại hay tương lai. Và nó xảy ra trước hay xảy ra sau trong cái khung quá khứ hoặc khung hiện tại, khung tương lai. Ha. Sau một cái hành động nữa nha. Ừ. Thì đó là cái nhiệm vụ chính của học thầy. Thầy cũng có ghi ở đây nè. Cái này là câu này thiệt chế nha. Thiệt chế nhưng mà thầy thấy nó cũng ok. Learning tenses have language users express their thoughts, feelings in a proper manner of time. They also help listener and readers understand receiver messages correctly. Học thì để giúp cho người sử dụng ngôn ngữ ha, language user là người sử dụng ngôn ngữ có thể diễn tả cái suy nghĩ của họ, cái cảm giác của họ trong một cái khung thời gian khung thời gian phù hợp ha. Nó cũng giúp cho người nghe và người nói hiểu được cái lời cái messages là gì ta? thông Cái điệp. thông điệp à, đúng là thông điệp. Cái thông điệp của người. Ủa, thông điệp của người nói chứ ha, thầy ghi lộn receiver rồi. Thông điệp của người nói một cách chính xác. À, sao cái này mình phải sửa cái này thành người nói speakers. Bởi đang listener readers là receiver mất tiêu rồi, tự nhiên cái thêm receiver. Rồi. Mình qua 12 thì, đây là cấu trúc của 12 thì và cách nhận biết 12 thì. Ở đây nhìn vô nhìn rối. Nhìn vô các bạn sẽ rối. Nếu mà các bạn học ở offline, tức nghĩa là học ở trên lớp á, thì thầy sẽ dùng timeline, tức là cái biểu đồ thời gian để mình giải thích cái về 12 cái thì này, thì nó sẽ trực quan hơn và nó sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng vì ở trên đây thì nó bị giới hạn, nếu mà thầy soạn cái đó cũng được nhưng mà nó mất rất là nhiều thời gian, trong 2 ngày thầy không soạn kịp, cho nên thầy phải sử dụng phương pháp truyền thống. Mà truyền thống thì nó cũng có cái lợi của truyền thống ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi khung thời gian hiện tại. Các công thức thì tụi thầy hỏi trước là công thức thì tụi em có biết cách thành lập hết chưa? Dạ rồi thầy, em nhớ. Em Ok em nhớ, giỏi giỏi. Vậy thì thầy sẽ lướt ha. Hiện tại thì dày SVS cộng V cộng O thì chia về ngôi ba số, thì chúng ta có thêm S và IS. Những cái từ mà thầy bỏ trong mặt dưới đây nè là những cái từ để nhận biết thì nha, em để nhận biết thì. Còn cái cách sử dụng lát mình nói sau. Bây giờ thầy sẽ chỉ cho tụi em một cái mẹo để tụi em có thể nhớ công thức thì mà thành lập được công thức thì mà không cần nhớ. Thì tụi em chỉ cần nhớ vậy nè, cần hiểu vậy nè. Hiện tại là V, S hoặc ES, khi chúng ta chuyển qua quá khứ thì bắt buộc chúng ta chuyển cột 2 rồi. Còn tương lai thì chúng ta có will còn cột 0 ha. Còn hoặc tiếp diễn thì động từ to be mình chia ra mình thêm in. Thì tương tự mình phải đưa động từ to be chia về quá khứ và sau đó mình mới thêm in. Còn muốn là tương lai thì will cộng be. Thấy không? Mình sẽ học một cái hiện tại thôi rồi mình tự mình phân ra. Has, have cộng participle thì mình sẽ đưa từ hiện tại hoàn thành là has và have chuyển cái này về quá khứ là has, sau đó cộng participle thôi. Tương lai thì có will, luôn luôn nhớ tương lai có will thì ghi lại cột không. Chỉ riêng cái hoàn thành tiếp diễn thì nó hơi phức tạp chút xíu, thì mình sẽ chuyển have và has thành has, sau đó còn been còn verb in gắn vô. Thế là mình chỉ cần học hiện tại thôi. Còn mấy hàng kia mình chỉ cần chuyển cái trợ động từ của nó để hình thành công thức thì á về cái thì mà nó cần chuyển thôi. Ha. Rồi, mình qua cái phần này 12 thì tụi em học giỏi không? Mới có 2 phút mà không tới nữa hết rồi.
Thầy ơi, bên em chiều nay đi test. Em không vô lớp được buổi sáng. Ok, bạn sinh viên Huyền up. Ok, em có gì xem lại bài. Thầy có quay hình lại bài rồi không sao? Để cho các bạn ấy vô con được. Chỉ là không có tương tác được thôi. Rồi, thầy sẽ nói sơ về 12 thầy. Thì hiện tại đơn diễn tả có những cái mà chúng ta hiểu rồi cho nên thầy lướt ha. Diễn tả thói quen, sự thật, những cái kế hoạch hoặc lịch trình. Thì ở đây thầy nhấn mạnh vào kế hoạch và lịch trình tại vì thói quen và sự thật thì biết rồi. Ví dụ mình hỏi when does the train leave? À, chuyến tàu rời khỏi khi nào? Thì đây là một cái lịch trình. Mình hỏi lịch trình của nó thì mình vẫn chưa hiện tại dù nó chưa xảy ra. It's leave at 7:30 a.m. this Tuesday. Ha? Vậy thì this Tuesday này nó chưa xảy ra, mình vẫn chưa hiện tại đâu. Rồi, past simple thì diễn tả một cái hành động đã hoàn tất hoặc là những cái thói quen trong quá khứ hoặc là những cái hành động được liệt kê trong câu chuyện. Ha? À, ở đây mình sẽ nhắc các bạn ở cái chỗ là thói quen trong quá khứ, hành động được liệt kê. Hai cái này có thể các bạn chưa biết, nhưng mà cái hành động hoàn tất trong quá khứ thì các bạn biết rồi. Tại vì quá khứ đơn là phải diễn đạt một hành động kết thúc luôn cho quá khứ và không có liên đới gì tới hiện tại hoặc tương lai thì gọi là quá khứ đơn. Thường nó sẽ có mốc thời gian xác định. Ha? Thì những cái trạng từ chỉ thời gian hồi nãy tụi em quay lại tụi em coi. Rồi, mình có câu ví dụ I used to play soccer with my friends when I was 18. Ok. Tôi đã từng chơi ha. Mình dùng used to ở quá khứ nè. Tôi đã từng chơi vậy thôi, sao to là cột không. Đã từng chơi với đá banh khi mà còn trẻ với bạn khi mà 18 tuổi. Thì em thấy rằng bây giờ còn chơi không? À, tụi em mở mic lên nói ha, phản hồi ha. Các thầy biết bây giờ còn chơi không? Dạ không thầy. Dạ không. À, bây giờ cơm áo gạo tiền hết chơi đá banh rồi. Ok. Tại mình sử dụng quá khứ đơn mà thì cái hành động nó phải kết thúc. Rồi, I would listen to music while cooking when I live with my parents. Tôi hay nghe nghe nhạc ha, mình quốc tuần cột không. Tôi từng nghe nhạc hoặc tôi đã nghe nhạc. À, hành động nghe nhạc này cũng xong rồi, khi mà nấu ăn thôi, hết nấu ăn thì hết nghe. Ha. He jumped out of the bed, ran into the study and slammed the door. Ok. Anh ta nhảy ra khỏi giường, bật ra khỏi giường, chạy thẳng vào bàn học và đóng cửa lại. À, đáng lẽ phải đóng cửa lại rồi mới chạy thẳng vào bàn học. Đóng cửa lại rồi chạy thẳng vào bàn học. Thì đây là những cái tình huống, những cái hành động được liệt kê xảy ra trong một khung thời gian quá khứ. Thì mình vẫn chia quá khứ đơn hết cho tất cả các trường hợp là mình liệt kê hành động ha. Cái này có thể là tụi em chưa biết đúng không? Alo. Dạ. Rồi, thì tương lai đơn mình đang đi hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, dạng lát nữa sẽ là hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn và tương lai tiếp diễn ha. Mình cứ như vậy mình đi. Tương lai đơn là chỉ một cái điều prediction. Prediction đây là một cái tiên đoán, một cái điều gì đó người ta dự đoán trong tương lai, một lời hứa, một cái quyết định ngay thời điểm nói, hoặc là một cái là đề nghị hoặc là lời mời. Thì đây là những cái cách sử dụng của thì tương lai đơn. Ví dụ đi. Josh will be 5 years old next month. À, mình có next month thì mình chọn là will ha. Chọn tương lai đơn. I think people will travel to Mars one day. Ok. Tôi nghĩ là người ta sẽ đi du lịch vào Mars. Lên Mars là ở đâu? Mars là ở đâu mọi người? Không biết luôn á thầy. Mars là sao Hỏa. Đi lên Mars là sao Hỏa vào một ngày nào đó ha. Thì một ngày nào đó là một cái dự định trong tương lai. I shall give you a call when I arrive. À, cái câu này mình dùng không dùng will mà mình dùng shall cũng được ha. I shall give you a call when I arrive. Đây là một lời hứa. Các bạn dịch thử nó phải một lời hứa không? Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi về nhà. À, không, tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi đến. À, tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi đến.
Thì đây là một lời hứa còn gì nữa. Giống như là bạn nào ta, một bạn gái gặp một bạn trai cái rồi bị trúng tiếng sét ái tình, cái đưa cái số điện thoại cho anh ta rồi nói là cô gái này mà nói gọi cho tôi khi về nhà nha, gọi cho tôi khi về nhà nha, đó dù vậy. We join us for train AV. À, bạn sẽ tham gia với chúng tôi, tham gia đi uống nước với chúng tôi chứ. Đó, thì đây là một lời đề nghị. We run out rice. We run out rice. No problem. We eat out. We eat out. À, chúng ta ăn ngoài. Đây là một cái decision, một cái quyết định ngay tại thời điểm nói. Cho dù nó chưa xảy ra em, nó chưa xảy ra mình dự sử sử dụng bất cứ nó chưa xảy ra nè, cho mình sử dụng tương lai đơn để diễn đạt một cái hành động đang nói trong cái thời điểm hiện tại này ha. Đi ăn ngoài hết gạo, đi ăn ngoài giàu ghê ha, mùa này mà đi ăn ngoài được mới ghê. Rồi, đây là một cái lưu ý khi sử dụng hiện tại đơn hoặc khi sử dụng tương lai ha, tương lai đơn thì mình coi nè, phải sử dụng hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành thay cho thì tương lai đơn, không thay cho thì tương lai đơn trong mệnh đề bắt đầu bằng when, as soon as, until gì gì đó và những cái mệnh đề điều kiện đó. Mệnh đề điều kiện thì mình có if, unless, and not, provided that, providing that. Cái provided that, providing that hình như học rồi phải không ta? Học chưa mọi người? Em nhớ hình như chưa. Ok, em nhớ chưa bạn Vân? Bạn Vân? Dạ em không biết. Em không biết luôn. Trời ơi, thánh thần ơi, tôi dạy xong quên hết rồi. Học trong bài liên từ. Liên từ. Liên từ ở cái cột mà ở trong đó có 6 cái cách sử dụng liên từ. Là chỉ mục đích nè, chỉ điều kiện nè, chỉ tương phản nè. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Có nhưng mà hình như phần đó không có nói em này. À, nếu mà chỉ về điều kiện thì phải có if, unless, as long as, có provided that và providing that. Về coi lại bài đó nha. Về coi lại phần đó, thầy có viết á. Rồi, nó có những cái liên từ này thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành. Mình à, có bạn sẽ hỏi là khi nào sử dụng hiện tại đơn và khi nào sử dụng hiện tại hoàn thành. Đơn giản, nếu mà không có cái mốc thời gian gì hết, không có cái từ để nhận biết về hiện tại hoàn thành thì em chia hết hiện tại đơn thế thôi, đơn giản mà. Không có thì nói về hiện tại hoàn thành thì em chia hiện tại đơn. Ví dụ câu này, we will see your father when he comes, thì hai cái này, cái ông bố này này vẫn chưa có đến, chưa có đến cũng chưa gặp luôn, thì hai trường hợp này phải chia tương lai chứ. Nhưng mà theo cái ở quy tắc này thì chúng ta sẽ chia hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành sau cho cái mệnh đề sau when, hai cho mệnh đề sau when. Thì chúng ta thấy ở đằng trước có will see, ok, đằng sau when thì phải là he cộng hiện tại đơn chứ không phải là he will come được ha. I will pay you double if you get it finished by Tuesday. Hai cái này cũng chưa xảy ra, cũng chưa hoàn thành luôn, thì thành ra là mình phải chia hiện tại đơn sau if, tức là loại điều kiện, mình không được ghi là if you will get. Đó. Thực chất ở đây là if loại máy các em. Đúng rồi, if này if loại 1. If loại 1. Nhưng mà nói được ở trong phần này thì mình vẫn phải nhắc tới nó về cách sử dụng thì ha. Tại vì nhắc if thì sẽ nhắc tới as soon as và providing that, provided that. Để em thấy những cái từ đó thì em nhận biết nó là if thì lúc đó em phải chia ở hiện tại. Rồi. Thì tiếp diễn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hành động đang xảy ra thời điểm nói, diễn tả một cái hành động gọi là tạm thời. Ở một cái trạng thái tạm thời, một hành động tạm thời hoặc một cái hành động mà được lặp đi lặp lại đến nỗi mà người ta khó chịu. Ha, ở cái phần này là phần mới,
là hành động được lặp đi lặp lại mà làm cho người ta khó chịu. Nó như là một cái thói quen xấu. À, nó như là một cái thói quen xấu mà xảy ra ở hiện tại thì làm người ta khó chịu, thì mình sử dụng hiện tại tiếp diễn. Mình ví dụ câu hiện tại tiếp diễn ha. She having lunch right now. Thì mình có chữ right now thì mình chọn having lunch. Đó, have lunch nó không mang nghĩa là có mà nó mang nghĩa là ăn. Have cộng lunch mang nghĩa là ăn. Thì mình chia được với tiếp diễn. Còn khi nó mang nghĩa là sở hữu, là có, chúng ta không được phép chia tiếp diễn. Coi lại bài động từ. Coi lại bài động từ, những động từ nào không được phép chia tiếp diễn. Và khi nó chia tiếp diễn nó mang nghĩa nào ha. Bữa hôm bữa mình có lấy ví dụ về thinking. Để hãy uống miếng nước ấy. Hôm bữa mình có học về động từ, thì những có cái một số động từ mà chúng ta không được chia với lại tiếp diễn, thì em coi lại phần đó nha. He coming back next week. À, mình có next week thì mình chọn tiếp diễn hiện tại tiếp diễn được không? Được luôn, thì nó diễn đạt một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần ha. Hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần. À, nãy quên nói ha, hành động xảy ra trong tương lai gần. Chúng ta không chia hiện tại tiếp diễn cho tương lai gần thì chúng ta có thể chia tương lai gần luôn. Thì tương lai gần là to be going to cộng cột không. She going to take a course in English. Rồi, Jane's sister rooms is being repainted, so now they are sharing a room. Em đọc cái câu này thì em hiểu được cái tình huống là cái phòng của chị của Jane ha. Ở đây mình có hai cái sở hữu cách, thì mình dịch cái sở hữu cách cuối cùng, mình dịch cái danh từ cuối cùng lên trước nha. Cái căn phòng của chị, của hàng của ông, của con Chen, hàng Chen gì đó thì đang được sơn phết lại ha. Repainted là sơn phết lại, cho nên bây giờ họ phải ở chung cùng phòng, tức là chia sẻ với nhau cùng một phòng. Thì em mới thấy rằng cái tình huống này nó chỉ là một tình huống tạm thời, sau cái căn phòng kia được sửa sang lại thì họ tách ra. Cho nên tình huống tạm thời chúng ta ghi là sharing, chúng ta chia ở tiếp diễn, hiện tại tiếp diễn. Ok ha. Rồi, the little boy is always picking his nose. À, cái cậu bé này thì luôn luôn cứ picking his nose, cứ là gọi là sao ta? Gọi là búng cái lỗ mũi ha. Cứ là búng cái lỗ mũi, sờ cái lỗ mũi hả? Đây là một cái gì đó mà người ta cảm thấy là khó chịu luôn. Cái gì đó mà người ta thấy khó chịu, một cái thói quen xấu mà người ta cảm thấy khó chịu, cho nên mình phải chia hiện tại tiếp diễn. Rồi, đây có phần lưu ý nè, những cái động từ nào không được chia với hiện tại tiếp diễn. À, đây mình nhắc lại luôn cho các bạn nè. Understand, hear, know, think, see, taste, smell, all, hate, love gì đó, thì nguyên cái đám này không được phép chia với hiện tại tiếp diễn. Ví dụ I have a pen, mình sẽ không nói I'm having a pen. Và khi mình nói sở hữu mình sẽ không được phép chia với tiếp diễn. Rồi, past continuous tức là tương lai, quá khứ tiếp diễn. Thì giống như hiện tại tiếp diễn thì nó cũng diễn đạt hành động đang xảy ra nhưng mà khác khung thời gian thôi. Nó diễn đạt hành động đang xảy ra ở quá khứ ha. Và nó cũng được sử dụng để diễn đạt một cái trạng thái nào đó cũng đang xảy ra quá khứ. Rồi, có gì nữa đây? Nó sử dụng để gì nào? Một cái hành động đang xảy ra thì một hành động khác chen ngang vào, thì mình có cái chữ another action interrupted ha, một cái hành động khác chặn đứng nó chen ngang vào. This can be used to describe two action happening at the same time in the past. Nó được sử dụng để diễn tả hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ. Hoặc nó cũng được sử dụng để diễn tả cái thói quen xấu mà làm người khác khó chịu trong quá khứ. Được không? Hồi nãy mình học ở hiện tại là thói quen ở hiện tại làm người khác khó chịu. Thì trong quá khứ tiếp diễn thì sẽ là thói quen trong quá khứ làm người khác khó chịu. Mình giờ nó về quá khứ thôi. I was reviewing my lesson at 8 p.m. yesterday. Ở đây có mốc thời gian cụ thể nè em, 8 giờ tối hôm qua ở ngay thời điểm đó thì bạn đang làm gì, thì mình phải chia nó ở quá khứ.
Và ở đây mình học được là thì, làm cho mình biết được là cái câu đó nó xảy ra khi nào và nó có tính liên tục hay không ha. Thì mình nhìn thì mình biết. When I was having dinner, she telephoned. Đây là trường hợp có một hành động đang xảy ra thì hành động khác chen ngang. Hành động đang xảy ra thì chia với lại quá khứ tiếp diễn, còn hành động chen ngang thì mình chia với quá khứ đơn. Ha, nói cứ đều đều vậy thế nào lát nữa có người ngủ hả? Mình có why là diễn đạt hai hành động đang xảy ra đồng thời ha. Rồi mình có always, à, đây là cái gì đó luôn 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 là mình hiểu là thói quen xấu rồi đó. Cô ấy luôn luôn đến đến lớp trễ. À, cô ấy luôn luôn tới lớp trễ rất là bực mình à, vậy vậy. Hoặc là anh ấy luôn luôn nói chuyện, anh ấy làm phiền người khác à, anh ấy luôn luôn anh ấy nói chuyện hoài luôn, nhiều chuyện à, làm phiền người khác trời quá ha. Tương lai tiếp diễn, diễn đạt một cái hành động sẽ xảy ra trong tương lai à, và tiếp diễn ở trong một cái độ dài thời gian nhất định ha, ở trong tương lai luôn. À, nó được sử dụng để diễn tập cái hành động đang xảy ra trong tương lai nhưng một hành động khác chen vào ha, một hành động khác chen vào và nó diễn đạt lịch trình nữa. Thì bây giờ mình coi coi những cái cách sử dụng này như sao. I will be seeing Tom at this time tomorrow because we work in the same room. À, tôi sẽ gặp Tom. À, các bạn thấy chữ C này nè, C này nè, thì bạn thấy đang được chi verb in không? Hôm bữa mình cũng có lấy một cái ví dụ về C á, thì verb in thì mình phải dịch nó là gặp gỡ chứ mình không dịch nó là tôi hiểu. I see là tôi hiểu chứ không phải là tôi thấy. À, còn see này là một cái hành động gặp ai đó, thì tôi sẽ gặp Tom vào giờ này ngày mai. À, bạn thấy rõ cái thời điểm xác định không? Giờ này ngày mai tôi sẽ gặp Tom. À, tôi sẽ đang gặp Tom đó. Vì chúng tôi làm cùng một phòng đó, cùng một phòng ban. At midnight tonight, vào thời điểm tối nay 12 giờ tôi sẽ vẫn đang chạy xe xuyên sa mạc. À, ghê ha, gan ha, 12 giờ còn chạy xe xuyên sa mạc. Chắc này sa mạc nhỏ hay sa mạc lớn hay dám đi. We will be waiting for you when your bus arrives. Chúng tôi sẽ đợi bạn khi mà chuyến xe của bạn đến. Thì ở đây mình thấy là có một hành động đang xảy ra trong tương lai và một hành động khác chen ngang. Rồi mình có hai câu. How long will you be using this computer? Ok. Bạn còn sử dụng này lâu không? Thì mình hỏi là how long will you be using? À, trả lời là you can have it in a minute. À, này là câu đối thoại thôi. Rồi, tới đây thì thầy sử dụng bảng. Thầy thấy bảng bắt đầu nó hiệu quả hơn là cái kia nãy mình buồn ngủ quá, đúng không? Rồi, mình nhìn cái bảng này thì mình thấy được cái thì hiện tại hoàn thành này có tới 6 cách sử dụng ha, 6 cách sử dụng. Thì em chỉ cần nhớ giùm thầy là trong 12 thì đặc biệt duy nhất chỉ có thì hiện tại hoàn thành là nó đặc biệt thôi, là nó diễn đạt một cái khung thời gian rất là rộng, nó trải từ quá khứ tới hiện tại và có khả năng xảy ra ở tương lai luôn. Cho nên chỉ có duy nhất thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn mới diễn đạt hành động xảy ra từ quá khứ đến hiện tại và tương lai nha, còn tất cả các thì khác đều không được. Rồi, diễn đạt một hành động mà bạn từng làm trong cuộc đời của bạn, ví dụ như bạn chưa từng ha, bạn đã từng học sorry bạn cô ấy chưa từng học tiếng 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 Nhật hả? Cô ấy chưa từng học tiếng Nhật. Hoặc diễn đạt một cái số lần mà bạn làm việc gì đó, ví dụ như how many times have you tried to call hả? À, diễn đạt từ quá khứ cho tới hiện tại là bao nhiêu lần rồi, thì mình phải sử dụng hiện tại hoàn thành. Diễn đạt một hành động được hoàn tất gần đây và cho đến bây giờ, à, liên tục tới bây giờ, nó là một cái gì đó rất là quan trọng. Ví dụ, I have some bad news. I've lost my job. Tôi có cái gì? Ở cái mệnh đề I have some bad news này nó là hiện tại đơn thôi nha các bạn. Còn cái mệnh đề đằng sau là I lost my job là có nghĩa là từ hiện tại tới, sorry, từ quá khứ cho tới thời điểm đó
thì anh ta đã mất việc rồi, hoặc anh ta vừa mới mất việc. To express situation that started in the past and are still true. À, nghĩa là một tình huống xảy ra trong quá khứ mà bây giờ vẫn còn đúng. Ví dụ, I know James for five years. Tôi biết thằng James 4-5 năm rồi. À, mình sao for cộng khoảng thời gian nha các bạn. Sao for cộng khoảng thời gian thì mình phải chia cái thì là biết này ở hiện tại hoàn thành. À, tính ra tới thời điểm này là 4-5 năm. Nhưng mà tương lai thì có thể vẫn đúng hoặc là có thể không đúng nha bạn. Tương lai nghỉ chơi thì lúc đó mình chia khác. Rồi, to describe unfinished action or situation, một hành động dở dang. I have read half of the book. Tôi mới đọc được phân nửa quyển sách thôi, thì mình vẫn sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Hoặc diễn đạt một tình huống là kết quả ở hiện, mà kết quả ở hiện tại. Diễn đạt một tình huống mà kết quả ở hiện tại. Ví dụ, John has missed a bus, so he will be late. Anh John này ảnh bị lỡ chuyến xe, cho nên anh ta tới trễ. Về tình huống ở hiện tại trong tương lai, hoặc hiện tại thì anh ta tới trễ. Được không? 12 thầy này thật chất thầy muốn tụi em đi nhanh qua rồi tụi em có thời gian tụi làm bài tập cơ. Chứ ba thầy này học mười mấy năm rồi. Ờ, các bạn còn đó không ta? Bạn Dạ còn. con thầy. Ok. Dẫn Rồi. đang theo À, dõi thầy. vẫn đang theo dõi. Ok, vẫn đang theo dõi. Tụi em biết không? Thời thời thầy học á, cái thời mà thầy học tiếng Anh thời lớp, thầy nhớ không nhầm là tới lớp 9 luôn em. Lớp 3 cho tới lớp 9 là đã học tiếng Anh rồi. Thì tụi em cũng vậy đúng không? Tụi em cũng học chương trình 10 9 năm phải không? Đúng rồi thầy. Từ lớp 3 là bắt đầu học Let's Go, cuốn sách Let's Go. À, let's go. À, tụi em học let's go. Còn thời thầy không có let's go em ơi. Thời thầy không có let's go. Vâng, thời em học là học cuốn gì Vâng? Dạ cũng let's go luôn. Go luôn. Dạ. Ừ. Thời thầy là thầy học cái cuốn gì tào lao của bộ, bộ giáo dục soạn. À, cái cuốn đó nó học ở trên trường hả thầy? À, trên trường. Nó sao ta nó xàm lắm. Ừ, nó xàm lắm, toàn là ví dụ gì mà ba hoa rồi nem rồi toàn tiếng Việt không à, xàm xí. Mà anh thiệt luôn là thầy học từ lớp 3 tới lớp 9 thầy không biết chữ nào tiếng Anh, thầy không biết chữ nào tiếng Anh mà thầy vẫn lên lớp đều đều. Em biết tại sao? Thầy đi biết tại sao? Tại vì thầy thầy có học bài bài tại vì bài bài thi thì có dạy rồi cho nên là làm được bài. Em ơi, thời đó thầy mới học lớp 3. Vâng, chắc biết hả? Vâng, biết tại sao không Vâng? Đoán thử ha. Giống như kiểu nó có một cái khuôn sẵn đó thầy, cái sáng mình đẹp không đúng thầy. À, em ơi, thật chất thầy cũng không có khuôn luôn. Thầy học lớp 3 tới lớp 9 không biết cái chữ nào về tiếng Anh hết trơn á, viết kêu viết chữ cái bảng chữ cái thầy còn biết viết nữa, kêu viết ngày tháng thứ thì còn biết viết nữa, nợ thứ hai tới chủ nhật thì còn viết không được nữa em, tới lớp 9 mà thầy còn biết viết anh tên không? Có khi nào nhờ bạn bên cạnh không thầy? Thì đúng rồi, bạn tên Phước luôn. Tại tên Phước cũng có một bạn khác tên Phước luôn, đi thi chừng ấy năm là chừng ấy năm bạn ấy share bài cho thầy biết. Mà thầy biết ghê mấy em, bạn ấy được 10 điểm thì thầy được 9 điểm. Skill của thầy cũng dữ Ý dội. có chọn lọc đúng không thầy? Ờ, không phải là viết có chọn lọc mà là bạn nó cho thầy viết tới mức độ 9 điểm thôi chứ không cho viết tới 10. Bạn ấy chừa lại một hai câu để lấy điểm 10 thì mình cũng hiểu thôi, mình phải biết đều chứ đúng không, đằng nào mình chép bài ta mình chép 10 sao được. Thế là tới năm lớp 9 thì bắt đầu thầy đi học tiếng Pháp. Thầy học tiếng Pháp một thời gian xong cái thầy quay ngược trở lại thầy học tiếng Anh. Cái thấy tiếng Anh nó dễ ờm mà. À, lúc đó thầy cũng ngu lắm nha, lúc đó vẫn chưa hiểu hết về thi đâu. Tới năm lớp 10, 11 thì vẫn chưa hiểu hết về thi. Nhưng mà sau một năm lớp 10 thì tới năm lớp 11 thì được đi thi sinh giỏi tiếng Anh.
Sau một năm mình Thì mới có một năm thôi hả thầy? thợ năm đó học ghê gớm lắm em, học từ những cái tiếng Anh mà mắc cười lắm. Ví dụ như là what's your nationality? Thì em biết không, thầy đâu có đọc được cái chữ đó đâu. Năm lớp 10 thì mới học lại thôi, thì đâu có đọc được chữ. Cái thầy đi kiếm cái quyển sách mà nó ghi gì nào, Where at, what, what, giờ do. Rồi nó có ghi là nay, nay là n ai nay, còn sần là sờ, ơn sơm quyền sờn. Thầy đọc vậy đó, thầy đọc riết đọc riết đọc riết, cái từ từ cái mình chuyển qua đọc hệ chữ Latin. Đọc hệ chữ Latin là cái hiệu của phiên âm á. Sau đó từ từ cái mình lên level là mình đọc được thôi. Thế hồi đó đâu có biết đâu, cứ năm lớp 10 mới biết, nhờ học tiếng Pháp mới thấy tiếng Anh nó dễ. Tiếng Pháp nó khó hơn nhiều. Tiếng Pháp giờ thầy học thì đâu có học được 12 thầy đâu em, thầy chỉ có mới học được có hiện tại đơn, quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành với lại tương lai đơn. 4 thầy. 4 thầy mà thầy mất 5 năm để học 4 thầy đó em. Mất 5 năm, học 5 năm mà chỉ mới được có 4 thầy thôi. Tiếng Pháp nó khó lắm, tiếng Pháp nó khó hơn cái này rất là nhiều. Rồi, quay trở lại bài cho tụi em bớt buồn ngủ một chút. Rồi, tương lai, sorry, nãy hiện tại hoàn thành xong, bây giờ mình chuyển qua thì quá khứ hoàn thành. Thì nó có rất là nhiều cách sử dụng, nhưng mà thầy sẽ nói ngắn thôi, nói cái nào quan trọng nha. Thì quá khứ hoàn thành em sẽ diễn hành động, mình hình dung là trong quá khứ có hai hành động. Thì sẽ có một hành động xảy ra trước và hành động xảy ra sau, được không? Thì hành động nào xảy ra trước chúng ta chia quá khứ hoàn thành, còn hành động nào xảy ra sau chúng ta chia quá khứ đơn. Ví dụ cái câu này nè, Julia had ever been to an opera before last night. Sorry, câu này không phải hành động, nó có mốc thời gian, nó có mốc thời gian before last night, trước một cái thời điểm nào đó trong quá khứ, thì chia nó ở hiện tại. Chứ nó ở quá khứ hoàn thành. Hả? Đâu? Đâu, 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 đâu. Đây, cái cuối cùng. I had been to London twice by the time I got a job in New York. Ok, tôi đã từng ở London 2 lần. Khi mà tôi có công việc ở đó, thì ở London trước, sau đó có công việc ở đó. Huh? I got stuck in traffic because there had been an accident. À, diễn tả mình đề nguyên nhân và kết quả. Tôi bị kẹt ha, tôi bị kẹt ở trên tôi bị kẹt trên đường vì có tai nạn giao thông. Ha? Vậy có tai nạn giao thông xảy ra trước và sau đó mới bị kẹt. Ha? Vậy xảy ra trước chúng ta chỉ thị quá khứ hoàn thành, còn bị kẹt chúng ta chỉ quá khứ đơn. Ok, qua được ha. Cái quan trọng nhất của thì quá khứ đơn chỉ có nhiêu đó thôi. Một là diễn đạt hành động xảy ra trước một thời điểm trong quá khứ. Hai là diễn đạt hai trong hai hành động có hành động nào xảy ra trước chia thì quá khứ đơn ở quá khứ tiếp diễn, sorry, quá khứ hoàn thành, còn là hành động xảy ra sau chia quá khứ đơn. Tương lai hoàn thành cũng na ná giống vậy thôi. Diễn đạt một cái hành động sẽ kết thúc trước một cái thời điểm nhất định trong tương lai. Thì hồi nãy mình là diễn đạt một cái hành động xảy ra trước một khoảng thời gian trong quá khứ, thì chuyển tới tương lai thì phải xảy ra trước một khoảng thời gian nào đó trong tương lai. Ví dụ by 8 o'clock tomorrow, trước 8 giờ ngày mai, thì mình thấy cái mốc này thì mình biết rằng nó trước 8 giờ, trước cái khoảng thời gian, trước cái thời điểm trong tương lai, thì mình chia nó ở tương lai hoàn thành. I will have taken off for Japan. Tiếp, to talk about an action that will be completed before another event takes place. Đây là có hai hành động em. Hành động xảy ra trước, hành động xảy ra sau. She will have learned Chinese before she moved to China. À, bây giờ mới mới nhận ra cái trường hợp này nữa, là trong mệnh đề chứa thời gian có before, after, mà đằng trước có will thì đằng sau phải chia ở hiện tại hoặc hiện tại hoàn thành, nhớ không? Nhớ nãy học hiện tại không? Thì before này nè, thì cho dù cái này chưa xảy ra, mình không chia là she will move mà phải chia là she move, hả? Cô ấy sẽ học tiếng Hoa
trước khi cô ấy đi đến Trung Quốc ha. Rồi diễn đạt một cái xảy ra ở gần tương lai gần, à, diễn đạt một cái sự kiện xảy ra tương lai gần. The guests will have arrived at the hotel by now. Gần, sắp tới, à, trước thời gian bây giờ, trước thời điểm bây giờ có nghĩa là sắp, sắp sửa. À, mình vậy là sắp sửa. Khách sắp sửa đến khách sạn chúng ta. À, thì sắp sửa này chúng ta phải chia will have come arrived. Rồi, lưu ý cho thì quá khứ hoàn thành. Chúng ta thấy những cái lưu ý gì nè. Mình có after thì mình cộng have verb 3, sau đó là verb 2. À, đây là công thức thì thêm. After have verb 3 phẩy verb 2. À, cái này giống như học cấp 3 vậy, học gì cho dễ nhớ không có gì hết. À, mình có have verb 3 thì có before verb 2. À, hai cái này mình đổi tới đổi lui thôi, cũng là hành động là xảy ra trước chưa quá khứ hoàn thành, hành động là xảy ra sau chưa quá khứ đơn. Rồi mình thậm chí là mình có by the time, à, có một cái từ liên từ by the time. Rồi mình có by the time thì mình cũng có by 7 p.m. last night, có nghĩa là trước một mốc thời gian ha, trước một mốc thời gian thì mình chia quá khứ hoàn thành, mốc này trong quá khứ nha bạn. Rồi thì tương lai hoàn thành cũng có công thức luôn, là cũng by the time thì trước nó phải là will have cộng cột 3, sau nó là cột 1 ha, cột 1 tức là chia hiện tại. Hoặc là trước by 1 p.m. giống tương tự như by 7 p.m. hai cái này nó giống nhau, trước một mốc thời gian thì chúng ta chia quá tương lai hoàn thành. Rồi tương lai hoàn hiện tại hoàn thành tiếp diễn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn thực chất là nó y chang, em không cần nhớ gì nhiều đâu. Ba cái này em đọc lại cũng được, không đọc cũng không sao. Em chỉ cần nhớ đơn giản là những cái thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn hay là quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì nó chỉ là quá khứ tiếp diễn, hiện tại tiếp, quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành hay là tương lai hoàn thành, nhưng nó đang nhấn mạnh cái hành động liên tục xảy ra. À, nó nhấn mạnh cái tính liên tục của hành động. Thôi mình lấy ví dụ ha. Mình lấy ví dụ. I've been living in Ireland for almost 4 years. Tôi đã và đang sống ha, mình dịch là đã và đang. Tôi đã và đang sống ở Ireland gần 5 năm rồi. À, tức là 5 năm chờ chỉ có ở Ireland thôi, không đi xứ khác sống. Nếu em đi xứ khác sống, trong năm đó em đi xứ khác sống nửa năm, và năm sau nữa em đi xứ khác sống nửa năm. Ví dụ vậy, thì lúc đó mình không sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được, mà mình chỉ sử dụng hiện tại hoàn thành thôi. Tại vì mình không thể nhấn mạnh tính liên tục của nó. Ha? Tại nó bị gián đoạn mà, gián đoạn dài quá. Her eyes are red because she's been crying on the evening. À, diễn đạt một cái nguyên nhân và kết quả của tương lai. Have they been learning English this week? Họ đã học, đã và đang học tiếng Anh trong tuần này chứ? À, diễn đạt một cái tình huống tạm thời đang xảy ra. Thì em chỉ cần nhớ là ví dụ như bây giờ đi. Bây giờ mình đang học tiếng Anh từ lúc 8 giờ rưỡi cho tới 9 giờ rưỡi. Thì em thấy là cái thời gian từ 8 giờ rưỡi cho tới 9 giờ 30 này luôn á, là trải từ quá khứ cho tới hiện tại đó. Thì em thấy là em đang học tiếng Anh một cách liên tục. Thì lúc này em phải chia hiện tại hoàn thành thêm cái tiếp diễn vô. Để mình nhấn mạnh là trong một tiếng tôi học không có nghỉ, trong một tiếng tôi học không có làm chuyện khác. Đó là cái nhấn mạnh của tiếp diễn trong hoàn thành. Thì nào cũng giống nhau thôi, quá khứ cũng y chang, quá khứ cũng nhấn mạnh tiếp diễn. Tụi em coi lại bài giùm thầy ha, cứ đọc bài giùm thầy, quá khứ cũng nhấn mạnh tiếp diễn thôi. Lấy coi ví dụ đi. The boy has been playing soccer for about an hour when it started to rain. Ok, em thấy hành động xảy ra trước là chơi đá bóng, hành động xảy ra sau là trời mưa. Thì xảy ra sau mình chia ở quá khứ đơn, còn xảy ra trước mình chia ở hoàn thành. Nhưng vì nó có thêm cái cụm for about an hour, liên tục trong một tiếng, thì lúc này mình phải chia hoàn thành tiếp diễn ha. Chia hoàn thành tiếp diễn để nhấn mạnh cái tính liên tục trong một tiếng. Thế thôi ha. Rồi tương lai, tương lai cũng y chang là diễn đạt cái hành động nào mình muốn nhấn mạnh, cái hành động nào đang xảy ra thì mình cứ chia nó ở tương lai hoàn thành tiếp diễn ha. Cũng y chang tương lai hoàn thành là xảy ra trước một thời điểm trong tương lai. Mình lấy một ví dụ, James
will have been teaching at university for more than 1 year by the time he leaves for Asia. À, em thấy cái cụm by the time thì mình để đằng sau nó chỉ ở hiện tại ha. Rồi còn will have been teaching for more than 1 year thì có cái cụm for more than 1 year. À, diễn đạt cái sự liên tục thì chúng ta chia tiếp diễn, hiện tại, hoàn thành, tiếp diễn. Ok ha. Cái này khó không mọi người? Không khó nhưng mà nó dễ nhầm lẫn giữa các từ. Dễ nhầm lẫn được các từ. Em, thật ra là mình nhớ cái hiện tại thôi. Mình nhớ cái sử dụng hiện tại mình sẽ phân ra cái quá khứ được. Và quá khứ thì em chỉ cần nhớ là nó có thêm cái hành động là có hai hành động xảy ra đồng thời. Có hai hành động xảy ra đồng thời, còn hiện tại thì không có hai hành động xảy ra đồng thời. Ha. Quá khứ thì có hai hành động xảy ra đồng thời thì mình phải phân loại được hành động nào xảy ra sớm trước, hành động nào xảy ra sau, thế thôi. Còn lúc nào em muốn nhấn mạnh hành động xảy ra trước, nhấn mạnh nó tiếp diễn thì em chia hiện quá khứ hoàn thành tiếp diễn. À, còn cái mệnh đề đằng sau thì cứ lúc nào cũng ở quá khứ đơn rồi không nói. Còn cái tương lai thì cũng tương tự như quá khứ, thì mình bê y thêm cái quá khứ mình quăng vào tương lai, chỉ có chia cái thì nó khác thôi, cái cấu trúc thì nó bị khác thôi, còn cái cách sử dụng nó là như nhau. Ok, cứ coi tới coi lui lại là nhớ thôi. Thì rất quan trọng nha, không học thì giống như là mình nói chuyện mà người ta nói, mình nói mà không có thời gian nha. Ví dụ bạn đang làm gì đó, tiếng Việt mình giải thích, tiếng Việt mình nói người ta vẫn hiểu em. Bạn đang làm gì đó, học. Đó, bực mình, học. Đó, không thì đang học, phải đang học nó mới đúng. Còn mà học không thì nó cũng chưa đúng ha. Rồi, task question. À, qua cái phần này xong là các em làm bài tập rồi. Bài hôm nay chắc chúng ta sẽ được nghỉ sớm đây. À, mọi người hiểu bài nhanh quá. Task question. Hôm nay có hai bạn thôi, mấy bạn kia không biết về có học bài không. Task question là một dạng câu hỏi ngắn ha. Chúng ta sẽ để nó ở cuối câu ở trong cái văn nói tiếng Anh. Thì mình thấy là in spoken English ha, trong tiếng Anh mà văn nói. Thì cái cấu trúc cơ bản của nó là như sau. Là một cái mệnh đề ở negative là phủ định thì sẽ theo sau một cái question task ở dạng khẳng định. Tức là bên này phủ thì bên kia khẳng và ngược lại. À, tụi em học cái cụm này cho hay ha. And versus. Và ngược lại ha, học cái cụm này để dành mốt mà có viết luận hay làm gì đó mình gắn nó vô. Và ngược lại. Rồi mình coi ví dụ. Ở đây thì lấy positive trước. Positive trước là bên đây khẳng định, bên đây phủ định ha. He is working for an international company, isn't he? Isn't he? Thì chúng ta thấy là ở đây có is working thì chúng ta lấy cái is này chúng ta làm trợ động từ, nhưng mà ở bên đây là khẳng định thì bên đây phải chia is not là isn't, còn đại từ là he thì chắc là he. Đó, được ha. Task question dễ mà. Ở đằng trước trợ động từ là gì, đằng sau lấy nó thêm not. Đó. Còn ở đằng trước mà có not thì đằng sau đừng lấy not nữa. Đó. Trợ động từ trước có not thì đằng sau để y nguyên. A. People shouldn't drive car after getting drunk. Chúng ta có trợ động từ là should, đền thì chúng ta sẽ chuyển thành should thôi hả. Rồi cái này đơn giản vậy ha, chỉ có trong văn nói mới có thôi nha. Rồi coi những cái cách sử dụng của task question ở các thì như thế nào. Thì em coi nè, thì này câu này có is she is American, isn't she, thì chúng ta thấy có y thì chúng ta chia y nó hả. Chúng ta có hiện tại đơn study thì chúng ta thấy là đây là động từ thường thì bắt buộc chúng ta phải mượn trợ động từ. Với ngôi you thì chúng ta mượn từ do thêm not là don't. Còn nếu mà ngôi she, ngôi he, ngôi it thì chúng ta mượn trợ động từ does thêm not là doesn't. Rồi, ở đây ở bên đây là cái phủ định khẳng định, phủ định khẳng định ha. Thì mình chỉ nói cái khẳng định phủ định thôi, cái phủ định khẳng định mình tự hiểu nha mọi người. Past simple. À, chúng ta có were, trợ động từ were chúng ta chia thành weren't. Past continuous, chúng ta có was, chúng ta chia wasn't. Ha? Past simple với past continuous cũng giống nhau, chỉ dòm cái thằng trợ động từ thôi. Thêm ít nữa. À, has written, đây là thì hiện tại hoàn thành, thì chúng ta lấy động từ has, chia thành hasn't. Ha? Thêm not vô. Rồi, hoặc là quá khứ hoàn thành thì chúng ta có had, had,
thì chúng ta lấy cái chợ động từ khác chúng ta thêm not vô là được. Thì tương lai chúng ta có will thì thêm not vô là won't. Model, model là những động từ tình thái, can, could, should, would. Thì những cái dạng đó chúng ta chỉ cần lấy cái động từ tình thái chúng ta thêm not thôi. Còn nếu mà dạng khẳng định thì chúng ta đừng thêm not gì hết, để y thân. Rồi. Dễ quá, cái phần này là dễ nhất trên đời. Có cái phần này mới hay nè em. Cái phần này thầy muốn nhấn mạnh là cái cách sử dụng của task question trong văn nói. Văn nói thì có sự lên giọng và xuống giọng cuối câu. Thường là các câu hỏi nếu chúng ta muốn 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 xác xác minh là cái việc đó đúng hay sai thì thường chúng ta sẽ lên giọng cuối câu. Đúng không? Lên giọng cuối câu, nhưng mà đối với task question thì chúng ta lại có cách sử dụng khác. Chúng ta coi coi. Cái ngữ điệu trong task question diễn đạt cái nghĩa của nó, cái nghĩa của cái task question đó. Ví dụ cái ngữ điệu mà nó đi lên thì nó nghĩa là bạn không chắc và bạn muốn biết cái câu trả lời. Bạn không chắc và bạn muốn biết câu trả lời thì bạn cho nó đi lên. Ví dụ John doesn't speak Spanish, does he? Đúng vậy không? Đúng vậy không? The intonation of question task go down, nó đi xuống, ngữ điệu nó đi xuống thì có nghĩa là bạn chỉ kiểm tra và xác nhận thông tin, hoặc là bạn chỉ đang tạo ra cuộc đối thoại, tức là tiếp tục cái cuộc đối thoại thôi, hỏi hỏi vậy thôi, không cần trả lời. Đó. John doesn't speak Spanish, does he? Does he? Does Xuống giọng ha. Còn kia là does he? Does he? Rồi, các trường hợp ngoại lệ. Cái bài ngày hôm nay em chỉ học các trường hợp ngoại lệ thôi. Có những cái trường hợp ngoại lệ như sau. I am thì mình thấy rằng chủ ngữ là I am thì mình chia question task mình lại biến thành aren't. Mình lấy chữ are, mình thêm not hoặc không not thì tùy đằng trước. Nếu đằng trước có not thì đằng sau là are I. Còn nếu đằng trước không not thì đằng sau là aren't I. Nó không dùng là am nha các bạn. Dùng là are. Nó ngoại lệ cho nó mới lạ nha. Rồi mình có chữ stop daydreaming. Bạn nào vô giờ này vậy trời? Em nói thầy, em mới bị xuất ra. À, mới bị xuất ra. Dạ. Ok. Em mới bị xuất ra. Em nhìn vô cái chỗ ngoại lệ em hồi nãy em còn nghe kịp cái ngoại lệ không? Dạ, không thầy, thầy nói lại gì nha. Ok, cái trường hợp ngoại lệ của task question là chúng ta có chủ ngữ là I am thì chúng ta mượn trợ động từ are, chúng ta không mượn trợ động từ am. Rồi. Dạ. Rồi, dạng mệnh lệnh cách mà ở dạng khẳng định ha, stop nè, dạng khẳng định, còn phủ định chúng ta thêm don't gì đó. Stop daydreaming. Ngừng cái việc nằm mơ giữa ban ngày đi ha. Mình có chữ daydreaming là nằm mơ giữa ban ngày. Thì mình thấy chữ stop tức là dạng imperative là dạng mệnh lệnh á, thì mình sẽ mượn trợ động từ will hoặc won. Ở trong trường hợp này mình dùng won't you ha, won't you. Rồi trường hợp phủ định ha, trường hợp phủ định thì ở đây có phủ định rồi chúng ta dùng will you ha. Ngừng hát đi, dạng như mà cái này vui nè, thầy thấy trong mùa dịch này á, nhiều chỗ mình cũng đau đầu lắm em, đau đầu lắm là họ cứ hát hoài luôn. Họ họ hát bất chấp, họ hát từ sáng 6 giờ sáng tới 12 giờ đêm, hát mà không biết cái giọng của mình như thế nào luôn á, kinh khủng, hành hạ người khác. Nhưng mà cũng có nhiều chỗ có những gọi là super singer hát chỉ có mê ngồi pha ly trà ngồi đó uống thôi ngồi nghe nhạc hát hay lắm em. Có nhiều người hát hay. Let's go to the beach. So we. Trường hợp let thì chúng ta sử dụng so. Let's cộng so. Trường hợp have cộng possession có nghĩa là sở hữu. Have got cộng sở hữu thì chúng ta lấy động mượn trợ từ has thôi. Thì mình cứ coi nó như quá khứ, hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành. There is và there are thì there is thì là is there, còn there are thì là are there. Không có gì khó. Cái này thật chất cũng không cần đưa vô exception làm gì. Rồi, did và that. Did và that thì đặc biệt ha. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Chúng ta lấy mượn trợ động từ y đem ra thôi. Isn't, is not thế thôi. Cái này mới đặc biệt nè. Nobody, barely, hardly, neither gì đó.
là những cái negative statement là những cái dạng câu câu phủ định, thì chúng ta phải chia nó khác đi. Ví dụ nobody went to the meeting, gì đấy thì đấy, à nobody chúng ta biến thành đây, được không? Nobody chúng ta biến thành đây ha. Vậy thì cái when, when này là quá khứ đơn, chúng ta mượn trợ từ this thôi. Và chúng ta thấy nobody rồi là câu này phủ định, mệnh đề đằng trước phủ định thì đằng sau phải khẳng khẳng định. Nothing is ready, sorry, nothing is ready is it? Nothing is ready is it? Ha? Ở đằng trước phủ định, đằng sau là khẳng định. À, chúng ta thấy nobody thì là đây, còn nothing thì là it. Thì hai cái này thì sẽ nói rõ hơn trong cái phần đây, cái phần đằng sau, cái phần lưu ý tiếp theo. Đây, đây là những cái phần mà tụi em sẽ phải học thuộc nha, để sử dụng trong văn nói thôi, khỏi sử dụng văn biết làm cái gì, không ai xài đâu. Chủ ngữ là nothing, là anything, là something, là that, là this, thì chúng ta sử dụng it ha. Chúng ta sẽ trong cái mệnh đề task question á, trong cái câu hỏi đuôi á, chúng ta sử dụng là it, đại từ là it. Còn cái phần trợ động từ thì chúng ta coi câu đó trợ động từ là gì, chúng ta gắn thôi. Rồi, chủ ngữ là anyone, anybody, no one, someone, somebody, neither, everybody, everyone, thì chúng ta sử dụng trong task question, trong câu hỏi đuôi là đây, là đại từ đây ha. Giống như cái này số nhiều còn kia số ít vậy ha. Rồi, đối với trường hợp câu cảm thán, trường hợp câu cảm thán thì chúng ta phải đổi cái danh từ thành đại từ và sử dụng amia trong cái câu hỏi đuôi. À, nó là sao, lát nữa chúng ta có ví dụ ha. Rồi, đặc biệt cái phần này là cái phần mà hôm 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 bữa thầy với bạn Thủy đi tra trên mạng rất là nhiều ha, đi tra thông tin của cái câu nãy thầy nói lúc đầu vào á, là những cái động từ nào mà mình làm cho cái câu đó có thêm cái mệnh đề phụ á, thì mình sẽ phải dựa lên mệnh đề phụ mà mình đặt task question. Mình ví dụ nè, động từ có những cái động từ chủ ngữ cộng những động từ này, think, reckon, reckon ở đây cũng là think thêm, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, imagine, expect gì đó, thì nó cộng với một mệnh đề phụ, cộng với một mệnh đề phụ hả. Thì cái mệnh đề phụ đó phải được sử dụng mệnh đề phụ đó để hình thành câu hỏi đuôi. Nếu có not ở mệnh đề chính thì vui lòng chuyển nó vào mệnh đề phụ, tức là nếu mệnh đề chính có not thì chúng ta coi như mệnh đề phụ có not. Ví dụ neither of them complain, không ai trong số họ complain. À, mình thấy chữ neither of, mình quay lên trên đây mình coi neither of thì đi với đây, thì đây đây rồi complain này quá khứ thì chia đít ở trong cái, tại vì cái câu neither này mang nghĩa phủ định, thì bên task question là câu hỏi đuôi, chúng ta chỉ mang nghĩa khẳng định thôi, là đi đây. Hoặc là nothing is impossible, thì ở đây mình thấy chữ nothing thì chia với it, đi với it thì là is it. Rồi, đây là dạng câu cảm thán nè em, câu cảm thán hồi nãy thầy nói là mình phải biến đại từ, biến danh từ thành đại từ, sau đó sử dụng amia. Thì chúng ta coi là what a beautiful car, isn't it? Thì chúng ta nhìn cái câu cảm thán đằng trước là a beautiful car, nó là dạng câu khẳng định, thì đằng sau mình phải chia câu phủ định là cái nhất. Cái thứ hai là a car là một chiếc xe hơi, là số ít, là tương đương với lại it, được không? Còn nếu nó là nhiều cars thì mình phải chia là đây. Mình đảo cái trợ động từ này thành a luôn hả. Rồi, đây là cái câu mà mình hay bị sai nè, I think he will come here, won't he? I think he will come here. Mình thấy ở đằng trước I think là mệnh đề chính, còn he will come here là mệnh đề phụ, được không? Thì thứ nhất mình phân tích ở mệnh đề chính là ở khẳng định, mệnh đề chính là khẳng định, vậy mình đề phụ cũng khẳng định, vậy thì mình đề câu hỏi đuôi phải là phủ định, được không? Cái thứ hai nữa là mình sẽ chia theo cái mệnh đề phụ, là mệnh đề phụ có đại từ là he thì mình đưa là he, có will thì mình đưa thành won. Đó, vậy chỉ có những cái động từ ở bên trên này thôi thì mình mới chia cái trường hợp này, để chi, để cho nó rõ nghĩa thôi, để nó không bị tối nghĩa thôi chứ có gì hết. I don't believe Mary can do it. Can she? Thì lúc này chúng ta thấy chữ don't, chữ don't này là phủ định, thì chúng ta đưa chữ don't vào can, thành biến thành cannot ha.
Vậy ở trong mệnh đề chính nè, à mệnh đề phụ nè, thì mình có trợ động từ can thêm not, thì bên đây mình phải là can không thêm not hả. Rồi mình thấy Mary, Mary là chỉ một cô gái thì biến nó thành she hả. Trường hợp này đó là cách sử dụng của cái câu cùng. Đây hết rồi đó, chúng ta làm bài tập đi, làm bài tập nữa là xong rồi đó. Hôm nay bài này ngắn. Rồi câu đầu tiên, câu dễ nhất, ưu tiên nữ ha. Hay là câu Câu A. Câu này không ai được làm sai nha mọi người. Câu này mà sai là thôi tôi hết đường tôi chữa luôn. Ok câu A. Đây là điều hiển nhiên. À có nhiều câu quá dễ mình sẽ nói là hiển nhiên nha, khỏi giải thích chứ có gì hết á. Mà đúng là sự thật hiển nhiên thiệt. Là tại sao? Tại nó truyền tại đơn. Truyền tại đơn là sự thật hiển nhiên. Câu số 2. Câu A. Câu A. Sao câu A được? Đó, bi lộn, bi là I am working. À, ok. Mốt là nhìn ba chớp ba chán nha. I'm working. Ở đằng trước có I'm busy at the moment. Ngay lúc này, ngay thời điểm này. Ừ. Số 3. Luân phiên, luân phiên. Return return Câu bi hay câu C? À, câu bi hay câu đi? câu bi À, ok, nhớ bài. Trong mệnh đề có chứa when, thì trong when phải chia ở hiện tại hoặc hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại tiếp diễn, đúng không? Thì ở đây mình suy hiện tại thôi. Câu số bốn. Câu này khó đâu. Sao? Câu này sao? 5, 4, 3, 2, 1. Cô đi hả thầy? Câu đi. Ok, câu đi thì gì vậy? Cô Câu đi đi. là hoàn thành không? Cái này là tiếp, cái này là hiện tại tiếp diễn luôn. Để đây cô bi. À, câu bi. Ok, câu bi. Bạn Vân, bạn chọn câu đi. À, bạn chọn câu, em chọn Là câu sao gì, thầy? em chọn câu gì, Câu B. em chọn câu bi luôn. Ok, Từ từ 5 từ 4 3 2 Câu ai? Sao rối vậy? Rối đau lòng Ê, nè. vui. A hoặc D. A hoặc D. Ok, I need only one answer. Là câu ai? Vâng, choose A. Mà câu này của Tuấn Nguyễn mà sao chọn kỳ Tuấn? Câu A mọi người ơi, lý do tại sao? Tại vì đây là diễn đạt hành động đã và đang xảy ra. Chúng ta giờ nè, my playing chess. Thì bây giờ thằng Mai nó vẫn còn đang chơi. Con này ý nói Mai đang chơi game, đang chơi cờ. Thì nó đang chơi thì mới hỏi là trời, nó chơi bao lâu rồi, nó chơi được bao lâu rồi. Mà mình sử dụng ở trong đây không có thì nào hoàn thành hết. Chỉ có thằng duy nhất thằng con A là hoàn thành thôi. Nhưng mà nó còn thêm cái tiếp diễn thì tự động mình hiểu là cái hành động chơi này nó đang muốn nhấn mạnh. Nó là hành động liên tục. Được không? Ok, có nghĩa là nó chơi chỗ nó chơi gì dữ mày ở dạng vậy, chơi dữ, chơi lâu dữ. À, có nhiều người chơi cờ, đặc biệt là cờ vây, chơi từ sáng tới chiều tối. Em biết cái cờ vây Trung Quốc không? Dạ biết thầy, chơi cái đó lâu lắm anh ạ. Cờ vây Trung Quốc đó, nó đi vây nhau, mà gọi là cờ vây có nghĩa là vây nhau, thằng nào bao hết được nhau, không còn cái chỗ nào mà hở ra thì thằng đó thắng.
thằng đó ăn được quân cờ của thằng thằng kia. Thế thôi. Trời ơi, vậy mà hả? Chơi mà từ sáng tới chiều tối hỏi sao đấu trí. Đấu trí. Mà thiệt, có những cái dạng cờ đó người ta gọi là cờ đấu trí thiệt, mà dành cho người nhàn rỗi em. Dành cho người giống như là chơi cờ mà ra tiền á, hiểu không? Thôi, thầy không nghĩ là chơi cờ ra tiền đâu, có nhiều. Thầy có một đứa học trò học lớp 9, lớp 10. Năm nay là hình như lớp 10. Mà nó học với thầy cũng được 3 năm tiếng Anh rồi em. Mà nó học ở trung tâm đó chắc cũng phải 6 7 năm rồi đó. Mà ngày nào nó lên lên lớp của thầy nó cũng cầm cái điện thoại nó chơi game hết đó. Thầy nói cỡ nào nó cũng ngồi chơi à. Nó ngồi nó chơi mà nó chơi từ lúc bắt đầu học đến lúc hết giờ luôn em. Thầy giảng gì kệ thầy. Thầy giảng gì kệ thầy. Thầy nói gì kệ thầy. Em ngồi em chơi. À. Cái thầy mới nói nó ủa em chơi vậy có tiền không? Chơi vậy có giàu không? Chơi vậy có giỏi không? Chơi vậy có kiến thức không? Kiến thức nhiều với thầy tiếng Anh không á. Ghê 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 ghê. Rồi giàu chứ thầy. Hỏi sao giàu vậy em? Chỉ thầy giới giàu sao? Rồi thầy chơi xong thầy bán đồ có khi kiếm cả 100 triệu á. Em chơi 1 tháng vậy á, tiền em kiếm ra còn nhiều hơn mấy tháng thầy đi làm. Nó nói cho thầy biết. Trời ghê, mới lớp 9 thôi em. Mới lớp 9 rồi đó. Cái thầy mới nói nó ủa thế giới này được bao nhiêu người gọi là game thủ đẳng cấp bậc nhất thế giới? Vài người này, em nghĩ em có trong đó không? Chắc có. Ghê không? Trả lời nó chắc có. Tôi bó tay luôn. Thầy bó tay chấm cơm. Ờ em chắc có, em đứng lên chắc có đi. Nhưng mà thầy cũng rất là hung dữ nha. Thầy nói nha, có một đợt thầy nhìn thấy nó hút thuốc em, nó mới lớp 9 mà hút thuốc, cái nó hút nhiều nên cái phòng nó khó chịu lắm, nó có mùi thuốc thì cũng khó chịu. Cái thầy mới nói lần sau em có hút thuốc em đi ra đứng đầu ngoài đường đó, em hút, em không có được hút trong lớp này cũng không được hút ngoài hành lang, tôi rất là khó chịu mùi thuốc, nếu có lần thứ hai em đi về luôn đi. Thế là lần sau nó không hút thuốc nữa em, nó hút thuốc đóng ngoài đường đó, mà đi vô thì vẫn còn nghe mùi thuốc, tức không? Giờ có nhiều đứa khó dạy lắm em, không hiểu, không hiểu nổi. Có đợt thì còn phát hiện ra trong ba lô nó có chứa mã tấu nè em, chỗ mới lớp Nó 9 học á. ở trung tâm hả thầy? Nó học trung tâm mà nó lì quá, nó học dở quá, thế là nó học bổ túc luôn em, nó học bổ túc mà nó học trung tâm. Mà nói chung là nó cũng không phải là dạng như không nghe lời, chứ nó cũng nghe lời, cái chỗ là nó chơi game thì chơi game nhưng mà lỗ tai nó vẫn nghe. Lỗ tai nó vẫn còn nghe bài, ví dụ như tới lúc đó thì thắng vô thầy hỏi nó em làm câu đó cho thầy thì nó cũng đi đà đà nó mò ra được câu thầy đang nói. Ok, cũng không sao. Nhưng cái vụ mã tấu thầy nói đúng một lần, lần thứ hai không bao giờ thấy nó đem vô lớp nữa. Tội thầy nói nít nghiệp mà mới lớp 9 là xài mã tấu, hỏi làm gì vậy? Em bán kiếm tiền. Trời ơi em nghe ghê không? Nghe mà rùng mình luôn. Mà cái mã tấu nào cũng bén nhọn nghe em, đừng giỡn. Rồi nó còn lấy ra nó, thầy thầy để em ráp cho thầy coi nha thầy. Tao tao lại mày. Tao lại mày, lỡ mày điên lên, mày chém tao vài phát là tao không còn gì hết. Thôi cảm ơn, dẹp. Trời lần sau là thầy gặp phụ huynh thì nói chuyện phụ huynh liền. Thầy nói trời con chị làm gì đi chơi mã tấu ghê vậy, đàn anh đàn chị hả? Sợ thiệt chứ. Mốt ơi, có con nhớ dạy con từ nhỏ, dạy con từ nhỏ, rèn luyện con cái nhân cách từ nhỏ thì thành ra là lớn lên nó không có bị những cái vấn đề này. Nó muốn chơi gì mình phải chia sẻ với nó đó, mình phải hiểu mình chia sẻ với nó, chứ không là thế hệ này hư thế hệ sau cũng hư luôn em. Câu số 5 tới bạn Vân ha. Dạ, lên xe. Năm bạn chọn C à, đúng không bạn Tuấn Nguyễn? Em đang phân vân C với B với C. Em cũng chọn C luôn. Ok, C đúng em. Tại sao đúng? Tại vì á, mình thấy mình đề trước nó có last year, thì mình chưa bất cứ đơn. Mình đề sau nó có sinh đen. Sinh là sinh cái mốc thời gian, cộng mốc thời gian là đen là cái last year này nè. Thì là có sinh thì mình chia quá khứ hiện tại hoàn thành thôi. Có sinh mình chia hiện tại hoàn thành hả? Rồi. Ok, cái này. The code C. Chúng ta có usually thì chia hiện tại đơn Hiện tại đơn. có bảy.
You go baby. Kobe. À, nếu em chọn Kobe thì cho thầy hỏi bây giờ anh ta làm cái gì? Làm politician. Politician. Politician là chính trị gia ha. Chính trị gia. Politician, chính trị gia. Trước kia làm luật sư thì chỉ có luật sư là mới lên làm chính trị gia, hoặc là những người làm trong nhà nước thì mới làm chính trị thôi, chứ công nhân sẽ đi làm chính trị. À, USB. Số 8. Xin cô bi hết nó đâu có dùng xin được. Thầy ghi bài này tụi em phải về nhà phải phải vùi đầu bứt tóc để học bài lại nha. Ai Bạn Vân có câu trả lời gì khác không? đi Thầy cho các bạn thêm 2 giây suy nghĩ, 5 giây suy nghĩ, đi. vẫn chọn xin đó nè, Rồi, được Vân xin chọn được mà C, Vân chọn B. đi. Còn bạn kia chọn C, ok, đáp án. Nhấp lại. Ok. Tại sao chọn as long as được nghe em? As long as mới nghĩa là if mà. If mà em gắn vô đây đâu có cái if nào mà hiện tại hoàn thành bên đây quá khứ đơn đâu. Em học đâu có if nào mà hiện tại hoàn thành với quá khứ đơn, không có mình để if nào hết trơn á. Ở đây là mình thấy đây has study là hiện tại hoàn thành, vậy nó thiếu chờ động, nó thiếu một cái mốc thời gian ha, thì mình dùng since. Since còn một cái mốc thời gian này nè, he was in elementary school được không? Thì trong cái trường tiểu học ha, cái mốc này là gì? Anh ta học tiếng Anh từ lúc anh ta học ở trường tiểu học. Thì giả dụ ở trường tiểu học là cái lúc này năm 1990, thì sinh năm 1990, vấn đề gì đâu hả? Ông không có ảnh hưởng gì bà mình thế giới, gắn sinh vô cộng mốc thời gian, nguyên cái cụm he was in elementary school, đây là mốc thời gian. Câu số 9. By the time câu B. À câu ơi. Đâu ai? Bạn Tuấn Nguyễn có đáp án gì không? Em chọn câu ai luôn á. Em chọn câu ai luôn? Ok, vậy thì chắc ai đúng. Em ơi, ai phải đúng thôi. Ví dụ tại sao? Lý do by the time he arrived, trước khi anh ta đến cái rạp này thì anh cái bộ phim đã chiếu rồi, thì hành động bộ phim đã chiếu rồi xảy ra trước thì chưa quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau chưa quá khứ đơn. Khi mà mình hiểu bài á, mình được áp dụng vô mình thấy nó dễ lắm. Cho nên bài tập trắc nghiệm kỳ này đây, dòm đi, bài tập trắc nghiệm sẽ có 30 câu. Oh Oh no, oh no. Ủa quên, cái này lộn, bài tập trắc nghiệm kia. Bài tập trắc nghiệm của bài này sẽ là 30 câu. 30 câu trong đó chỉ có 2 câu về task question thôi. Còn 10 lạ. 28 câu còn lại là về thầy. Tại task question nó không nằm trong văn viết. Nên thầy chỉ đưa tượng trưng ha. Số 10. Chẳng có ai. À, bạn nhận con ai? Vâng, chẳng gì mà. Yeah, con ai luôn. Dạ, có ai luôn, sao không thấy tự tin vậy ta?
Thì ta nên bắt đầu vào tháng sau thì biết là cái câu này sẽ nói về tương lai ha. Bắt đầu vào tháng sau thì sẽ nói về tương lai, và nguyên cái đám này không chọn, không có cái gì để chọn về tương lai hết, chỉ có thằng Will Be. Mình gắn vô lương sẽ được trả thông qua một hệ thống thanh toán, à mình dịch ở system lên trước nha, system trước nha em. Hệ thống thanh toán điện tử mới cài đặt gần đây, hay ha. Mình thấy nguyên cái này nè em, nếu em học mấy bài hôm bữa của thầy về cái chú ý của danh từ á, cái gì đứng trước danh từ á, mình sẽ thấy ứng dụng như trong đây được nè. System paying electronic, mình thấy chữ paying system là một danh từ ghép đúng không, mà system là danh từ chính, basics basic now hả, danh từ chính nè, rồi paying là danh từ bổ nghĩa nè, rồi electronic, electronic là tính từ nè, tính từ em, tính từ. Install thêm ed cũng đóng vai trò là tính từ luôn, cái gì mà thêm ed thêm in cũng đóng vai trò là tính từ luôn, được không. Rồi cái newly, newly em thấy có ly vậy thì nó phải là trạng, trạng từ thì bổ nghĩa cho tính, tính từ bổ nghĩa cho chữ install đó. Vậy thì em học cái bài đó để làm gì, để em viết được câu phức, để em viết được cái câu nó phức tạp như vậy, thấy không, học cái gì là sử dụng được hết trơn á. Rồi đúng 10 trên 10 ha, giỏi quá. Hy vọng là bài thi cuối khóa tụi em cũng 10 trên 10. Cuối khóa có 50 câu rồi. Rồi cái bài ngày hôm nay tới đây là xong. Tụi em có câu hỏi gì không? Hỏi. Không dạ có không câu hỏi mà thầy hiểu bài đó nhưng mà kiến thức nó dễ nhầm lẫn nên phải coi lại nhiều. à, đúng là chuyện đương nhiên đó. Em biết hồi thầy học ngữ pháp này á là thầy học lần một, sau đó còn phải học lần hai, sau đó dạy lớp này dạy lớp kia dạy lớp nọ, dạy biết bao nhiêu lớp rồi mới nhớ, chứ không phải là tự nhiên mà nhớ, mà nhớ xong là cũng có khả năng quên là chuyện bình thường. Em Nó hiểu nhưng mà nó dễ lộn cái này, nó dễ bị nhầm giữa cái này với cái kia. không sao đâu, khi mà đặt bút viết á thì thứ nhất là trên trên phần mềm Word nó cũng có chức năng sửa sửa lỗi spelling, rồi nó có chức năng highlight ngữ pháp, thậm chí là bây giờ mình có thể download chương trình Grammarly, thầy cũng sử dụng chương trình đó Grammarly để nó check ngữ pháp cho mình, nó check câu cú cho mình. Tại vì mình viết á, đôi khi là mình cứ ý tưởng mình ra dồi dào thì mình viết vậy thôi, nhưng mà mình lại không không có nắm được hết, không có kiểm tra được hết các loại ngữ pháp, thì phải nhờ cái phần mềm kiểm tra cho mình. Có đâu, bình thường sử dụng IT ứng dụng công nghệ 4.0 chứ bây giờ chúng ta cứ xài 2.0 sao được. Cho nên yên tâm là khi mà học bất kỳ cái gì đó, đặc biệt là ngữ pháp, thì tụi em phải đọc đi đọc lại ít nhất 3-4 lần để cho tụi em nhớ cách sử dụng và làm bài tập ứng dụng nhiều ha. Nhưng mà nếu mà tụi em được nữa, tụi em ứng dụng vào viết câu, viết đoạn hoặc là viết nhật ký, thì thành ra là tự nhiên cái trình độ của em nó sẽ lên, là em thấy được cái câu văn em viết nó rõ ràng, nó mạch lạc ha, nó đúng ngữ pháp, thì tự nhiên mình thấy mình giỏi, tự nhiên mình phải tự hào về mình, được không. Rồi nếu mà các em không có câu hỏi gì thì lớp mình nghỉ ở đây. Bữa sau mình sẽ học lại khung giờ bình thường là 12:30 buổi trưa các ngày thứ 14:30. Phải vậy, 14:30 buổi trưa các ngày thứ thứ hai và thứ năm. Hôm nay là tụi em đã đi được 6 buổi rồi, tức là nửa chặng đường rồi. Có bạn Vân thì bị thiệt thòi chút xíu là vô từ buổi 4 ở buổi 5 chứ ha, buổi 5 thì không sao, vô buổi nào thì coi lại những buổi kia cũng có kiến thức hết trơn à. Về sau mình sẽ học những cái chủ đề, ví dụ như tuần sau mình sẽ học chủ đề về động từ to infinitive, động từ infinitive, thì trong đó sẽ có to infinitive và be infinitive và có thêm cái dạng là verb in và verb are ha, mình gọi là past, gọi là participle ha, gọi là phân từ. Thì mình chỉ dành cái buổi đó để nói về mấy cái chủ đề đó thôi, được không. Thì cái buổi đó nó hơi dài, buổi sau nó sẽ hơi dài, kiến thức nó hơi rộng, nên tụi em cố gắng tham gia nha. Rồi ok, see you next Ok, cảm ơn thầy, em chào thầy. week. Ok, bye bye em. Chào chào chị Vân. Rồi mình kết thúc video ở đây luôn.